Chào mừng các bạn đã quay với kênh Giang A Thành nhé. Đây mình sẽ review pha sơn giả gỗ các bạn nhé. Nước giếng. Nước giếng. Được không? Đáng nhẽ là phải cái nếu mà chính xác ra phải cái loại mà nước phải đun sôi. Nắp đi em ơi. Xóc lọ đi. Xóc nha. Đây màu là 454 này. Màu 454 này. 454. Cái màu kia lấy lọ lấy là bao nhiêu? 454. Vấn đề tỷ lệ như thế nào ấy. 454. Cái lọ đấy của anh đang đổ là bao nhiêu? 454. Lọ thì nó vẫn thế này. Màu 454 này các bạn nhé. Ai có nhu cầu sơn giả gỗ với lại sơn giả đá thì inbox số điện thoại mình để phần mô tả của video nhé. 323 này. Đây là màu 323 đi. 323 nhé. 023. À 023. 023 nhé. Đây cái màu đấy màu bao nhiêu? Màu 26. Màu 26 à? Bán nào được cơ bản cho mình cho tỷ lệ nhiều hay ít. Màu đấy màu gì anh? Đen, màu 51. Màu 51 nhá các bạn nha. Thế thôi, màu này màu thôi nhé. Sẽ ra màu giả gỗ rất đẹp. Ai có nhu cầu sơn giả gỗ giả đá inbox số điện thoại mình để phần mô tả nhé. Làm toàn miền Bắc bảo hành 15 năm. Phải qua không còn đất thôi. Em nâu từ sáng rồi. Màu da đúng màu cửa luôn. Đúng màu như thế. Cho vào các bạn đánh đều lên. Được rồi. Đâu rồi? Đây màu chưa khô đâu con đưa này. Đấy, sơn giống màu gỗ cửa này nhé. Ồ, con tối quá thì đánh lên cả gỗ này nhỉ. Cùng màu. Cùng màu. Ý nước vừa nước rồi thì em sẽ mới ta. Đây sắp ra màu gỗ lim này các bạn. Lim tây. Lim tây nhá. Hôm nào review phát pha màu pomu. Đây là màu lim tây. Cái lon nữa. Ờ em kiếm thấy một cái lon bé này. Được rồi để nó rửa. Đây test màu cho các bạn xem nhá. Lấy pha màu bây giờ lên làm vân gỗ cho các bạn xem. Lấy màu bây giờ tạo vân các bạn nhé. Đấy tạo vân này. Đang tạo mắt gỗ. Ôi, ai có nhu cầu
đang tạo bát gỗ các bạn nhé, tạo vân gỗ nhá. Đây, tạo vân gỗ các bạn nhé. Mình quay này nó hơi ngược ánh sáng, nhìn nó không được đẹp cho lắm các bạn ơi. Thằng nào vẽ tranh cho nhanh Tuân. Đây đang vẽ nhà thờ các bạn nhá. Sâu à? Ai có nhu cầu làm vân gỗ thì inbox số điện thoại mình để phần mô tả các bạn nhé. Đấy, cho quay rồi. Em nói bạn Hưng em đi buồn cười là cái vụ em đi lên trên chỗ vô trường học người Thái Nguyên em vẽ tranh. Thế tại Lý Sơn bắt đầu vào đưa em vào chủ nhà. Thế đứng nói chuyện với vợ chồng chủ nhà em thấy cái ba lô vào. Cái ba lô đấy. Thế vào nói chuyện với vợ chồng chủ nhà được khoảng nửa tiếng đồng hồ. Có vẽ mẫu này mẫu kia cái thứ. Thế sao đâu? Chị chủ nhà chỉ hỏi một câu. Ngoảnh sang nhìn vào đây, trông này bên bên nhà. Đã bảo tôi quỳ về mãi. Nhìn trông không dần dần có thể. Đây màu pha lấy tét lên đây nha bạn lại bạn nhé. Đây là một cái xà xà của cái nhà cổ. Đây các bạn này. Các bạn đăng ký kênh và chia sẻ video này ủng hộ mình nhé. Mình sẽ review nhiều các video về làm vân gỗ giả đá cho các bạn xem. Đây các bạn nhé, sơn đây là sơn giả gỗ nhá. Ai có nhu cầu sơn giả gỗ, giả đá, trần mây, tranh tường thì inbox số điện thoại mình để phần mô tả nhá. Làm toàn miền Bắc nhá. Bảo hành 10 đến 15 năm các bạn nhá.